Mứt là món ăn gắn với ký ức của từ người Việt Nam, các loại bảy cần. Ăn sông tê là mứt rất đa dạng phong phú. Với ngày đầu xuân, Tết cổ truyền của dân tộc, ngoài các món bẹn, mứt quen thuộc, nhiều người dân kênh quên bền Nguyễn Đoàn Hùng lại chẳng quên chuẩn bị một oanh mứt bò bươi đặc sản của quê bền như món quà đầu xuân, cơi, biểu, người thần, bán bè phường xà. Đúng như tên hô, mứt, ản là bơ bò bươi, bãi bươi cỏ thê là bơ bãi bươi nòn hoặc bãi bươi thả. Loái bươi ẩn sùng tê là mứt ở Đoàn Hùng, thượng ản cơ sơ thủ mùa, các phương kênh quyền bền. Bươi le thầu chờ. Cách về, bươi cân gọn tê lễ bò, luồn, tê vẫn con phụ ản đốt thươi, tê xương chất còn bò. Bên kéo nghi, vị ản hùng kênh vùng tức Đoàn Hùng, cùng với rằng sọ, tê thô nhương đắc trừng mà bơi bãi bươi ơn nì, chẳng chi có ví ngọt thành thiết mà bo cua phải bươi con có màu vàng, mùi hơm đặc trưng và mà hương ví rất riêng đặc biệt. Trước tiên là mình đến vườn bưởi thì mình sẽ chọn những để làm được cái thành phẩm cái mứt vỏ bưởi này. Chọn bươi Đoàn Hùng vì nguồn nguyên liệu rất thanh tán quyền bền. Bên kéo nghi bươi Đoàn Hùng cũng rất phù hợp để làm mứt vì bo bươi chẳng quả tay cũng chẳng quả hèn. Chờ gọt lễ bo bươi hay cần phù hợp làm mứt. Là ngon nhất. Ở Đoàn Hùng, chón bươi tên là mứt phai chón bơi bãi bo bỏng. Đố tay hèn cua bo, rề cùi vừa phai, chẳng sập nát. Hồn ung hình thức đẹp, thầu chờ cách bươi về, phai thưa bươi thất quảng, thầu rạo rác, bươi ản, gọt lế phân po, đê thải miệng vừa ản. Po bươi chữa từ tính dầu, rền tê, mứt, bớt hằng, đê tặng. Po bươi sẽ ản chân quả mà lượt rạc, rồi. Khi mà thử thành phẩm thì là vẫn đang còn... Ban đầu mình cũng thử nghiệm là bằng tư phương pháp tề loái bo hàng tặng cua bo mây chẳng thành công. Thầu tư lần như lớp bị, mình rô việc chân của rạc bong, táo hà thanh phâm rất thôi. Vừa phụ lái ản, phần tính sâu rê xương chất cua cần thiết ở cổng bo, vừa làm mềm mứt rê ở mức cần thiết. Chút vị thôi, gọi là thơm nhẹ của cái mứt vỏ bưởi. Thầu cho chân, po ản tê rạo rác rồi ướp với đường phèn. Người là mứt sử dụng đường phèn là bơi đường phèn cỏ ví thành mai. Vừa giúp giải nhiệt thôi cho sức khỏe của người sùng hơn đường kỉnh. Chờ ngầm đường phèn, người làm mứt xe sử dụng lướng đường ngầm theo tỷ lệ chuẩn xác. Bởi nếu ngầm đường quả oanh hay khó có thể kết tình, ngược lái ngầm quả tư xe kết tình, xe bí vọt cục rê chẳng đẹp mắt. Chờ ăn mứt xe bí ròng. Công đoán ướp đường phèn xe vất vơ mỗi tỉnh hàn ngày. Nỉ là khoang thời gian giúp đường thẩm thu bó bó bươi, đồng thời cũng là tê trò rác rê bó tiết hạ tư hơn. Xên mứt xe khô rạo, rê bao quan lồ hơn. Ướp đường là như là chúng tôi ở đây là chủ yếu là ướp đường phèn, vì cái đường phèn là nó sẽ sử dụng đường phèn vừa thôi cho sức khỏe người dùng lại vừa táo hạ ví ngọt thành cho mứt. Thời gian ướp lồ hơn các loại mứt thông thường giúp đường phèn hết tan hết. Chờ xiên ản ngọt tèo vào từng sợi mứt. Hút nước thì là mình phải cho nó ngấm từ từ thì cái sản phẩm nó sẽ ngon hơn. Thầu thời gian ướp, bo bươi ản cho lên sàn sậy. Cách sậy mứt cũng rất kỳ cùng. Bo bươi ản xếp vào các khay. Cự khoang 30 phút phải đào mứt một lần. Nhiệt độ phải luồn luồn tèo, đố nọng vừa phai. Tê sậy sống mà me mứt, người là sẽ phải lặp lại quy trình
kênh con thút bổn tỉnh rằm giờ đồng hồ. Việc sen mứt băng mảy sậy thay cho đao băng thầy kênh bếp cui cũng ta giúp cho cổng đoán là mứt rút bặn hơn để giam nhận cổng hơn. Nhiệt độ của mảy ản điều trinh đụng rê tèo sẽ là cho mứt son tèo để cho thời gian bao quan lồ hơn. Thực ra thì làm mứt bỏ bưởi này thì mới đầu là chúng tôi là cũng sen bằng cước chợ bón họ cũng dùng pep cui tê sển mứt mây pep cui xe táo ản me mứt ngon chờ sển xe bí chặn mà bao quan chẳng ản lồ, chỉ cần tâm mất hàng thâu mất thời gian nghiên cứu bón họ ta gian ản giải đoán san bền kén nghi. Giờ bón họ sản xuất thổ lưỡng to rồi, mảy xe là hố chơ đắc lực còn sản xuất. Mứt bò bươi đòn hùng, cỏ ví hơm ngon đặc biệt, ví thành cua bò bươi phang phất chút thường tình sâu, hoặc quyến cùng với ví ngọt mai cua đương phen chơ sẩy, bí cổ lái là mứt giòn hơn. Khiến người ăn thương thức mà lần rồi nhợ mai. Mứt trắng chi vàng lái hương ví đặc trưng của phung nì mà còn chữa tớng cá tình cam của người dân lưu nì. Mứt bò bươi đoán hùng với thương hiếu hà quyết. Bắt đầu ản ái hà sản xuất đái trà vừa năm 2021. Đối với ái hà chất lượng sản phẩm nằm ở cải tầm với nghề. Chính vì là bị ái hà chủ giống có tương khấu sản xuất bơ cách lứa chón nguyên liệu đầu vào xử lý chế biến nguyên liệu. Rất là may mắn là cái sản phẩm mứt vỏ bưởi của chúng tôi được lãnh đạo các cấp cước ní bơi bãi bươi nòn chờ bà con tia bãi hay bo bươi thường bí tọt tỉ bọn họ quyết định sản xuất mứt thì vóng sẽ giúp bà con có thêm thu nhập. Cũng may mắn bón họ ta án cấp lãnh đạo để cơ quan chuyên môn huyện Đoàn Hùng rất quan tâm đến chương trình sản phẩm ta đạt ở quốc bà xào. Khi mà người ta đến đây là người ta sẽ nhớ đến cái món mứt bò bưởi. Mứt bò bưởi là món ăn vặt án từ người ưa chuống bởi tác dụng tuyệt vời của bò bưởi. Các hoạt chất cống bò bưởi có tác dụng là giam mơ mẩu để có tỉnh khoảng oxy hóa cao, có khả năng chống lại các bệnh như hèn xuyên, khớp, giam, sốt chết. Bò bươi còn ăn mắt tỉnh với khả năng giải độc để thành lọc cơ thể, ăn ổn khó tiểu. Vitamin C để tính sâu, còn bò bươi có tỉnh bình, giúp trừ phòng hỏa đơm mắc cách hiếu quả. Sau khi làm cái mứt bò bưởi như thế này thì chúng tôi là hy vọng thầu cho làm mứt bò bưởi như là đi bón họ cũng hy vọng mỗi người nông dân tăng thêm các phần thu nhập bơi cước nghỉ người nông dân thương bo tì bại nòn đồng thời sản phẩm này sẽ là một sản phẩm đặc trưng của huyện Đoàn Hùng. Đồng thời cái sản phẩm này sẽ là một cái đặc trưng của cái huyện Đoàn Hùng. Đoàn Hùng là một huyện nằm ở hạ bắc của tỉnh Phú Thọ. Đoàn Hùng nổi tiếng với đĩa sành trần mống, ghi dấu chiến thắng hiên hách còn xứ nghiệp, dứng nước rê bù nước, đậu tranh trụng thức dân Pháp. Ngày trừ Đoàn Hùng trang trí án mắt tỉnh bơi dầu ẩn lịch sư Tây tứ hào mà còn nổi tiếng với bươi Đoàn Hùng hờm ngòn, với tiềm năng phát triển, mọn mứt bò bươi cũng án kỳ phóng vừa thành đặc sản trữ dành. Tê bất cứ nhay ta tạch trần tỉnh lô ni, tèo trăng thế quên ản hương ví hờm ngòn, đặc sản nỉ.